Chương 11 Anh hùng tế đàn triệu hoán. Belinda Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nhìn lướt qua phần này thuộc tính, lâm dạ nhíu nhíu mày Ngũ dai khô lâu trọng kiếm sĩ, quan hát thuê thì có 16 ngàn, lực công kích gì gì đó, cũng còn cao hơn ma lan kỵ sĩ nhiều lắm Cũng may số lượng chỉ có hai đầu, những thứ khác đều là một ít tứ dai, tam dai, nhị dai vong linh quái Nơi đây nói đầy miệng, vong linh quái vật thiết định rất đặc thù. Tuy là được gọi chung là vong linh quái, nhưng dài bậc lại cao có thấp có. Cho nên thuộc tính cũng mỗi người không giống nhau. Lâm dạ nhìn lướt qua phía trước quái vật, số lượng đại khái ở khoảng 300. Thực lực rất mạnh mẽ. Cần phải làm cho lâm dạ buông tha anh hùng tế đàn, rời đi nơi này, hắn lại có chút không cam lòng. Cho nên, đụng một cái A. Đối diện đều là vong linh sinh vật, tốc độ di động là đoạn bản. Mà ma lan kỵ sĩ là kỵ binh binh chủng, tốc độ di động khá, vừa lúc có thể dùng đến lôi kéo. Phân mà đánh chi? Không cần thiết liền không thể giết chết những quái vật này. Nghĩ đến đây, lâm già dạ lập tức hạ lệnh phân công. 200 ma lan kỵ sĩ chia làm ba cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội vì 60 đến 70 đơn vị trong lúc đó. Trong đó tiểu đội thứ nhất ma lan kỵ sĩ, Đẳng cấp phổ biến đạt được tứ cấp, nằm cấp, thực lực cường đại nhất. Tiểu đội thứ hai thực lực thứ hai, để tam tiểu đội thực lực yếu nhất. Lâm giả dạ kế hoạch là, làm cho tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai ở hai bên dọn xong trận hình. Để tam tiểu đội đánh nghi binh, đem vòng linh quái vật một bộ phận một bộ phận lôi kéo qua tới. Tận lực giảm bớt thương vong, cấp tốc đánh dết quái vật. Kế hoạch định ra hoàn thành, bắt đầu hành động để tam tiểu đội mấy chục con ma lang kỵ sĩ bắt đầu phi nước đại hướng phía anh hùng tế đàn phương hướng tới gần vong linh quái vật nhắm quả nhiên bị làm tức giận di chuyển bộ xương hướng phía bên này chạy tới lâm giả dạ thấy tốt thì lấy lập tức làm cho đệ tam tiểu đội triệt thoái phía sau trong đó bị kéo căng cừu hận bộ phận vong linh quái không ngoài sở liệu theo sau số lượng đại khái ở chừng ba mươi trong đó có một đầu ngũ dai khô lâu trọng kiếm sĩ. Đợi chúng nó tiến nhập vòng vây. Tiểu đội thứ nhất, tiểu đội thứ hai ma lan kỵ sĩ ở từ chiến trường hai bên trái phải tuôn ra, ngăn lại mà đến. Một vòng xung phong, ba mươi đầu vong linh quái hầu như tử thương hầu như không còn. Chỉ còn lại ngũ dai khô lâu trọng kiếm sĩ. Hành động kịch cận nó vội và phóng thích trọng phách cùng toàn phong trảm, nhưng đều bị ma lan kỵ sĩ tách ra tiếp lấy một vòng tập hỏa, khô lâu trọng kiếm sĩ cũng bị kích sát. Kết thúc chiến đấu, đợt thứ hai chiến đấu bắt đầu. Lại là ba bốn mươi đầu vong linh quái vật. Bị lôi kéo đi ra, sau đó kích sát. Ngay sau đó đợt thứ ba, đợt thứ tư. Kế hoạch ngay ngắn có thứ tự tiến hành. Lãnh chúa thời đại thiết định, giai bậc càng cao binh chủng, trí lực cũng càng cao. Thế nhưng, vong linh chủng tộc ngoại trừ. Những thứ này cả người mục nát chỉ còn lại có bộ xương da hỏa, thậm chí đã đánh mất năng lực suy tư. Đặc biệt đê dai vong linh sinh vật, trên cơ bản chỉ có thể dựa vào bản năng hành sự. Cho nên, từng đợt từng đợt lôi đi, phân mà đánh chi là có thể làm được. Gần sau một tiếng, tất cả vong linh quái đều bị giết chết. Trái lại lâm dạ bên này, chỉ tử trận hai cái ma lan kỵ sĩ. Không có biện pháp, ở một lần cuối cùng lôi kéo thời điểm không cẩn thận kéo đến tam đầu ngũ giai vong linh trọng kiếm sĩ. Quy hiếp tăng vọt, cái kia hai gã ma lan kỵ sĩ không cẩn thận liền. Thương vong là có thương vong, nhưng còn có thể tiếp thu. Mặt khác, thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Đệ nhất, lâm già dạ thấy thèm anh hùng tế đàn tới tay. Đệ nhị, ma lan kỵ sĩ nhóm đánh chết không ít quái vật cấp cao, đẳng cấp đề thăng rõ ràng. Đệ tam, quái vật cấp cao rất không ít chiến lợi phẩm lâm dạ làm cho bộ phận ma lan kỵ sĩ nhặt chiến lợi phẩm. Mình thì hướng phía anh hùng tế đàn đi tới. Tới gần sau đó, dò xét cẩn thận một cái thứ này, khóe môi không tự chủ câu dẫn ra. Anh hùng tế đàn chủ yếu chia làm lưỡng chủng. Có trước đưa điều kiện và vô địch đưa điều kiện. Cái gọi là trước đưa điều kiện, có thể là tuyên bố một cái nhiệm vụ, hoặc là cần một ít tài liệu đặc biệt. Thông thường mà nói, rất cần tiền đưa điều kiện anh hùng tế đàn chiêu mộ đến hy hữu anh hùng tỷ lệ lớn hơn một ít mà bây giờ lâm dạ tìm được cái này lại là vô địch đưa điều kiện anh hùng tế đàn tin tức như sau anh hùng tế đàn miêu tả sử dụng sau đó có thể ngẫu nhiên triệu hoán một gã anh hùng đi theo sau lưng ngài đại thể tình huống chính là như vậy lâm dạ cũng không còn nghĩ quá nhiều trực tiếp lựa chọn sử dụng sau một khắc anh hùng tế đàn mạnh đến phát sinh đâm nhãn quan mang. Ở lâm dạ trước mặt trên đất trống, một cái lục mang tinh truyền tống trận xuất hiện, xoay chậm chậm lấy. Mà ở bên trong truyền tống trận, một đạo mạng dịu thân ảnh như ẩn như hiện. Đợi quan mang tán đi, bên trong truyền tống trận xuất hiện một người vóc dáng cao gầy nữ nhân. Cầm trong tay trường cung, vóc người tim lục soát, mặt trên người, là màu xanh nhạt áo da bó người, đem vóc người sấn thác linh lung có hứng thú. Một đầu cuồng sóng tóc vàng rối tung ở đầu vai, tóc vàng dưới, lại là một tấm xinh đẹp đến không thể kén chọn khuôn mặt. Làm người khác chú ý nhất lại là từ tóc vàng dưới lộ ra hai con tai nhọn, đó là độc chút với tinh linh lỗ tai. Belinda gặp qua lĩnh chủ, ta đem vĩnh viễn đi theo ngài, vì ngài hiệu lực. Vừa dứt lời, lâm dạ còn chưa kịp mở miệng, hệ thống tiểu tinh linh thanh âm liền vang lên lần nữa. Bởi ngài là toàn bộ server đệ nhất cái chiêu mộ anh hùng người chơi, sẽ được trở xuống thưởng cho. Anh hùng tiến giai bảo thạch ba, trung cấp tài nguyên bao một, lâm dạ một nhẩm, ngoà tàu, lại đem một huyết thành tựu. Trung cấp tài nguyên bao, không có gì nói. Trọng yếu chắc là anh hùng tiến giai bảo thạch, vẫn là ba khối. Lâm dạ nhớ kỹ, thứ này tác dụng là có thể đề thăng anh hùng ván khuôn đẳng cấp. Lãnh chúa thời đại thiết định, anh hùng ván khuôn đẳng cấp từ thấp đến cao phân chớ vì C, B, A, S, S, S. SSS 6 cái đẳng cấp. Đẳng cấp càng cao, anh hùng ban đầu thuộc tính càng cao, trưởng thành lực cũng càng cao. Tinh linh anh hùng Belinda ở lâm dạ trước mặt quỳ một chân trên đất, hai mắt thành tính nhìn lâm dạ. Nàng đã cùng lâm dạ hoàn thành khế ước, hiện tại lâm dạ chính là nàng chủ nhân. Lâm dạ trong mắt lóe lên một vệt kích động, không lưng đem Belinda kéo. Khái khái, đứng lên đi. Lâm dạ nói. Belinda gật đầu, đứng lên tiếu đứng ở lâm dạ trước người. Mà lâm dạ thì lập tức dò xét Belinda thuộc tính. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 12 SSS cấp anh hùng, thú long liệt thủ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. năm trăm hoa hoa thêm một canh, tấu chương vì hoa tươi tăng thêm, cầu hoa, cầu phiếu, cầu toàn bộ. Hắn thật tò mò, mình rốt cuộc triệu hoán đi ra cái anh hùng gì. Giai bậc như thế nào? Thuộc tính bao nhiêu? Kỹ năng là gì? Belinda ván khuôn. A chức nghiệp. Tinh linh du hiệp đẳng cấp. 1 HP 2000 lực phòng ngự. 200 lực công kích. 250 tốc độ. 120 kỹ năng. Súc lực mạnh kích. Ngắn súc lực một giây, ở mũi tên bên trên tăng thêm phong thuộc tính lực lượng đối với một đường thẳng ở trên mục tiêu tạo thành gấp đôi thương tổn. Miêu tả Đến từ tinh linh vương quốc du hiệp quân đoàn, tuổi tác còn trẻ con, nhưng đã học xong một ít tinh linh du hiệp đặc hữu kỹ năng. Chứng kiến phần này tin tức, lâm dạ nhíu nhíu mày. Tinh linh du hiệp cũng không phải hy hữu chức nghiệp, đồng thời ván khuôn đẳng cấp chỉ có A, cũng không tính rất cao. Nhưng tóm lại là của mình để một cái anh hùng. Húng hồ, chính mình nhưng còn có ba khối anh hùng tiếng giai bảo thạch đâu. Nếu như dùng ở Belinda trên người, vậy có thể để cho Belinda ván khuôn đẳng cấp nhảy đến SSS cấp. Nói thật, Lâm Dạ có chút tâm động. Dù sao hắn thực lực bây giờ cũng không mạnh mẽ, những cái này SS cấp, SSS cấp cường đại anh hùng căn bản không khả năng để ý hắn. Nhưng Belinda bất đồng, nàng đã cùng Lâm Dạ khế ước hoàn thành. Lúc này tăng lên nửa ván khuôn đẳng cấp đừng nói là SSS cấp, coi như là đề thăng tới thần cấp, vậy cũng ở lâm dạ trong phạm vi khống chế. Tự như nuôi hài tử giống nhau, hài tử của ngươi coi như là trở thành thế giới thủ phủ, trở thành thần, cái kia vẫn là của ngươi hài tử. Nghĩ đến đây, lâm dạ khóe môi câu dẫn ra, từ trong túi đeo lưng lấy ra ba khối ván khung tiếng giai bảo thạch. Lấy đồ mới bị lấy ra, trong nháy mắt liền hấp dẫn Belinda chú ý lực. Lĩnh chủ đại nhân, ngài đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt thích không lâm dạ nói nghe nói như thế belinda nhất thời kích động thậm chí có chút nói năng lộn xộn trời ạ à, đây là đây là cho ta sao lĩnh chủ đại nhân ta nên như thế nào mới có thể cảm tạ ngươi lâm dạ khoác tay áo đem ba khối đá đưa cho belinda nhanh lên một chút dùng a à, ta rất chờ mong ngươi tiếng dai sau dáng vẻ Belinda tiểu gật đầu như gà mổ thóc, thụ sủng nhược kinh vậy tiếp nhận ván khuôn tiếng giai thạch, sau đó tuyển trạch sử dụng. Bá 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 ba đạo quang mang sáng lên. Belinda ván khuôn đẳng cấp thăng liền ba cấp. Ngài anh hùng Belinda ván khuôn đẳng cấp thành công tiếng giai thành SSS cấp, thực lực đại tăng. Gợi ý của hệ thống âm vang lên. Nhưng bị lâm dạ không nhìn, hắn hiện tại chú ý lực, toàn bộ rơi vào Belinda trên người. Cái này tiểu nha đầu, dung mạo đại biến. Màu xanh nhạt bị giáp đã biến thành đạm kim sắc, đồng thời cả người khí chất kéo lên vài tầng. Belinda dường như cũng đã nhận ra thay đổi của mình, hoang hô một tiếng, nhào tới lâm dạ trong lòng. Lĩnh chủ đại nhân, thực sự là quá cảm tạ ngài, ta ta cảm giác trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Nguyễn Ngọc trong ngực, lâm dạ có chút xuất thần, ho nhẹ một tiếng, Belinda cái này mới phản ứng được, đỏ mặt vội vã từ lâm dạ trong lòng ly khai cùng binh chủng bất đồng, anh hùng cũng không phải một đống số liệu, bọn họ cơ hồ là sinh động sinh mệnh. Cụ bị hoàn chỉnh tình cảm, sẽ thích một người, cũng sẽ căm hận một người. Belinda nhảy ra, lâm dạ vội vã dò xét tin tức của nàng, như sau. Belinda ván khuôn. SSS chức nghiệp. Thú lông liệt thủ kèm theo binh chủng. Ngũ giai thú lông liệt thủ có thể phát triển. Đẳng cấp 1 HP, 6.000 lực phòng ngự, 600 lực công kích, 800 tốc độ, 150 kỹ năng, bạo liệt mảnh kích, ngắn súc lực 2 giây, ở mũi tên bên trên tăng thêm gió, hỏa thuộc tính lực lượng, đối với một đường thẳng ở trên mục tiêu tạo thành gấp 5 lần thương tổn. Miêu tả Truyền thừa tinh linh vương quốc trong truyền thuyết huyết mạch, địa vị tôn quý, thực lực cường đại, từng là tinh linh vương quốc chống đỡ long tộc xâm lấn lực lượng bí mật thuộc tính tăng nhiều kỹ năng tổn thương lớn tăng mà để cho lâm dạ khiếp sợ là belinda lại có kèm theo binh chủng thú long liệt thủ dai bậc vì ngủ dai đồng thời còn có thể trưởng thành dựa 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 vào vận khí có muốn hay không tốt như vậy lâm dạ bỗng nhiên có điểm cảm giác mình là ở đem sinh mạng chơi game trước tiên có thể kèm theo binh chủng anh hùng cũng đã đủ hiếm có. Mang binh chủng còn tơ mơ giờ là trưởng thành tính binh chủng, vậy thì càng thêm ngưu bức cờ lát. Trưởng thành tính binh chủng, ý gì? Chính là cái này binh chủng giai bậc ở đạt thành một loại điều kiện phía sau, có thể tự động tiến giai. Ngũ giai biến lục giai, lục giai biến thất giai. Tiến giai phía sau, đẳng cấp bảo trì không thay đổi, thuộc tính sẽ bạo tăng, liền hỏi ngươi khủng bố không khủng bố. Trừ cái đó ra, bởi vì là anh hùng kèm theo binh chủng cho nên song phương độ phù hợp khá cao thường thường có thể ở trong chiến đấu bộc phát ra lực chiến đấu mạnh hơn như vậy như vậy như vậy như vậy nhặt được bảo lâm dạ nhịn không được kinh hô ngược lại thì belinda còn có chút mộng bức nhìn lâm dạ lĩnh chủ đại nhân ngài làm sao vậy lâm dạ đè nén trong lòng mình kích động hỏi belinda thú long liệt thủ binh chủng triệu hoán trước đưa điều kiện là cái gì? Long tinh thạch cùng thương lan thụ tâm mỗi cái một đơn vị. Belinda thành thật trả lời. Lâm dạ khóe mặt giật một cái. Quả nhiên, có thể phát triển tính binh chủng cực kỳ trân quý, hơn nữa còn là anh hùng kèm theo binh chủng, đó chính là hy hữu bên trong kim sắc truyền thuyết. Chỉ dựa vào trại huấn luyện cùng kim tệ có thế triệu hoán không được. Phải dùng đến lông tinh thạch cùng thương lan thụ tâm loại này tài liệu đặc biệt như vậy hai loại đồ đặc muốn như thế nào mới được đâu hỏi thăm belinda sau đó lâm dạ mới biết được lông tinh thạch là một loại đặc thù tài nguyên khoáng sáng ở cự long vẫn lạc chi địa khả năng tồn tại cự long vẫn lạc chi địa lời nói khoan hãy nói lâm dạ thật đúng là biết rõ một cái đang ở tuyệt đỉnh sơn mạch tuyệt đỉnh sơn mạch bản thân liền là cổ chiến trường cự long loại này siêu cao giai binh chủng đã từng cuốn vào đến trong đó phải tìm được bọn họ nơi ngã xuống, cũng không khó. Mà thương lan thụ tâm, thì phải kích sát thương lan thụ nhân mới có thể rơi xuống chiến lợi phẩm. Thương lan thụ nhân là ngũ giai binh chủng, bình thường ở đại xâm lâm bên trong sẽ có đổi mới. Phải tìm được cũng không khó. Nghĩ đến đây, lâm dạ trong lòng rộng mở trong sáng. Có thể không lâu sau, là hắn có thể sở hữu chi thứ nhất sẽ thành trường binh chủng, vì mình trong rủi xa trường tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 13 Xoát thương lan thụ tâm Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Nói tóm lại, Belinda thực lực, lâm dạ rất hài lòng. SSS cấp ván khuôn, ý vị này Belinda trưởng thành lực tương ngộ làm khủng bố. Chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian, sớm muộn có một ngày, nàng sẽ trưởng thành đến đỉnh phong, trở thành lâm dạ bên người tối cường có lực trợ thủ. Huống chi, ở belinda dưới trướng còn có kèm theo binh chủng thú long liệt thủ đâu cường cường liên thủ hiệu quả có bao nhiêu nổ tung có thể tưởng tượng được đem belinda tin tức bản đóng cửa lâm dạ mở ra tin tức của mình bản nhìn thấy phía trên thảm đạm số liệu lâm dạ khóe mặt giật một cái cùng belinda xa hoa bản so sánh với chính mình cùng một trác rưỡi không có gì phân biệt bất quá cũng không vội vàng bởi vì lâm dạ hiện tại đã bát cấp nhiều khoảng cách cửu cấp còn kém 20% kinh nghiệm. Tới 10 cấp, người chơi là có thể mở ra chuyển chức công năng. Lâm Dạ thành tựu hiện tại lãnh chúa thời đại duy nhất một cái người chơi để nhất cái đạt được 10 cấp, ít nói cũng phải cho một chức nghiệp ẩn a. Chỉ cần vận khí rất tốt, đến lúc đó Lâm Dạ thuộc tính không cần thiết có thể so với Belinda thấp, thậm chí sẽ còn càng cao. Đi thôi, luyện cấp. Lâm Dạ nói một tiếng hắn nóng lòng đem cấp bậc của mình để thăng tới cấp 10. Đồng thời cũng càng muốn nhìn một chút, Belinda sức chiến đấu, đến tột cùng như thế nào. Đi qua phía trước lâm dạ hùng hồn giúp tiền, đem ba khối tiếng giai bảo thạch toàn bộ đập Belinda chuyện trên người. Bây giờ Belinda, đối với lâm dạ độ thiện cảm hầu như đạt tới mát trị số. Không bao giờ phản bội cái loại này. Kỳ thực anh hùng cùng lĩnh chủ trong lúc đó là tồn tại độ hảo cảm cái này nhất thiết định, nhưng nhìn không đến con số cụ thể chỉ có thể dựa vào cảm giác cho nên làm lãnh chúa các vị tốt nhất đối với anh hùng của mình tốt một chút bằng không một ngày bọn người kia khó chịu không chừng lúc nào sẽ phản bội ngươi ly khai ngươi thậm chí còn muốn đâm ngươi một đau loại này xóa bức sự tình ở trên một đời cũng không ít phát sinh đương nhiên lâm già dạ cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này tại hắn ra lệnh một tiếng hai trăm ma lang kỵ sĩ tụ chung một chỗ, chuẩn bị xuất phát. Xuất phát trước, lâm dạ còn thu đến ma lang kỵ sĩ nhặt đến chiến lợi phẩm. Phổ thông tài nguyên, linh hồn chi hỏa, cái này không thể chê. Ngược lại là có một đồ đạc, làm cho lâm dạ hai mắt tỏa sáng. Đá skill. Sử dụng sau đó, có thể tăng lên lĩnh chủ cùng anh hùng kỹ năng đẳng cấp, thập phần hy hữu, mời cẩn thận bảo quản. Không tệ không tệ, dĩ nhiên tuôn ra đá skill tới. Cái này có thể là đồ tốt, có thể gặp không thể cầu cái loại này. Tổng cộng là hai khối, Lâm Dạ lấy ra một khối cho Belinda. Người sau lại là một hồi thụ sủng nhược kinh. Lĩnh chủ đại nhân, thực sự là quá cảm tạ. Dứt lời, nàng đem đá skill sử dụng, đem chính mình duy nhất một cái kỹ năng tăng lên tới nhị cấp, tin tức như sau. Bạo liệt mảnh kích, LV2. Ngắn súc lực 2 giây, ở mũi tên bên trên tăng thêm gió, hỏa thuộc tính lực lượng, đối với một đường thẳng ở trên mục tiêu tạo thành bảy lần thương tổn. Thương tổn tăng lên hai lần, cũng không tệ dáng vẻ. Kỹ năng nhất cấp đề thăng tới nhị cấp chỉ cần một khối đá skill. Nhị cấp đến ba cấp cần hai khối, ba cấp đến tứ cấp cần bốn khối. Cho nên, tô già còn sót lại một khối đá skill, chỉ có thể giữ lại. Tiếp lấy, Tô Dạ mang theo Ma Lan kỵ sĩ cùng Belinda từ trong cánh rừng rậm này rút lui ra khỏi. Belinda kèm theo binh chủng thú Long Liệp Thủ, Lâm Dạ biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bây giờ, hắn được nghĩ một chút biện pháp, đem triệu hoán thú Long Liệp Thủ trước đưa tài nguyên làm cho tới tay. Long tinh thạch cái này còn phải chờ một chút, nhưng Thương Lan Thụ Tâm cũng có thể thử một chút. Thương Lan Thụ Tâm muốn từ Thương Lan Thụ Nhân trong cơ thể tuôn ra tới mà thương lan thụ nhân, chỉ biết đổi mới ở một ít đại xâm lâm bên trong. Tới gần tuyệt đỉnh sơn mạch rừng rậm đã bị hắc ám khí tức sợ ăn mòn, mặc dù có thương lan thụ nhân, phỏng chừng cũng chết gần hết rồi. Cho nên lâm già dạ quyết định đổi một phương hướng, hướng phía tuyệt đỉnh sơn mạch phía nam thăm dò. Bên kia có tảng lớn mảng lớn tùng lâm, sẽ phải có chút phát hiện. Rút khỏi hắc ám xâm lâm, lâm giả dạ tiểu đội thẳng đến phía nam. Sự thực chứng minh, SSS Cup Belinda, sức chiến đấu xác thực có thể. Thời điểm chiến đấu đem trường cung gỡ xuống, một vòng bắn liên tục là có thể ung dung mang đi một đầu tứ dai quái vật. Đụng tới quái vật nhiều thời điểm, trực tiếp sử dụng kỹ năng. Bạo liệt mảnh kích, súc lực 2 giây, tạo thành 7. năm lần thương tổn. Vèo một tiếng, một đường thẳng ở trên quái vật toàn bộ bị miễu sát. Có như thế cái táo bạo giờ The cùng theo một lúc, lâm dạ điểm kinh nghiệm tăng cực nhanh. Rất nhanh tới cửu cấp, sau đó hướng phía 10 cấp xuất phát. Ước chừng sau một tiếng. Lâm dạ xem như mang cùng với chính mình bộ đội đi tới tùng lâm phía trước. Bên trong tia sáng rõ ràng nếu so với phía ngoài hôn ám rất nhiều, đồng thời thường thường còn có các loại tiếng gào thét truyền ra, khiến người ta sợ. Belinda cũng nhíu mày, tim thủ cầm chặt trường cung, từ kim sắc cuộn sóng tóc dài dưới lộ ra tinh linh tai nhọn hơi lay động lĩnh chủ đại nhân, ta có thể cảm giác được, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta phải đi vào thật sao? Belinda hỏi. Thành tựu lâm dạ anh hùng, nàng có nghĩa vụ nhắc nhở chính mình lĩnh chủ. Lâm dạ nghe vậy, không chút do dự gật đầu. Đương nhiên muốn đi vào, ta cần thương lan thụ tâm, tới triệu hoán thú long liệt thủ. Belinda trong mắt lóe lên một vệt cảm động. Kỳ thực. Kỳ thực không cần gấp gáp như vậy. Lâm dạ khóe mặt giật một cái, khái khái, ngươi không nóng nảy ta sốt ruột a. À. Chỉ có 30 ngày phát triển thời gian, không phải bước nhanh hơn lời nói sao được đâu. Không có việc gì, chúng ta cẩn thận một chút liền được. Lâm dạ dứt lời, vung tay phải lên. Vài đầu ma lan kỵ sĩ dẫn đầu tiến vào rừng rậm. Lâm dạ cùng Belinda, cùng với những thứ khác ma lan kỵ sĩ theo sát phía sau. Tiến nhập rừng rậm, chung quanh tia sáng lập tức liền tối xuống đồng thời nhiệt độ giảm bớt không ít, trong không khí cũng phiêu đãng một cổ kỳ dị mùi vị. Đó là lá cây hư thối phía sau sinh ra khí mê, tan. Ngươi cũng có thể cảm giác được thương lan thụ nhân vị trí A, tìm xem một chút, bọn họ ở đâu. Lâm dạ nhìn về phía Belinda. Người sau gật đầu, tiếp lấy nhắm lại hai mắt, tinh tế cảm ứng. Mấy giây sau đó, Belinda mở mắt, tim thủ chỉ hướng một cái hướng khác. Bên kia có, khoảng cách 300m có hơn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 14 SSS chức nghiệp bằng hỏa pháp thần Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio Hoa hoa còn kém 100 tăng thêm, phiếu phiếu còn kém 200, đi ngang qua lão ca nhóm, đem hoa cùng phiếu lưu lại đi. Xuất phát Lâm dạ ra lệnh một tiếng, 198 đơn vị ma lan kỵ sĩ hóa thành quỷ mị, nhanh chóng hướng phía belinda phương hướng chỉ bôn tập đi belinda tốc độ di động nhanh chạy ở phía trước nhất mấy phút sau belinda tiêm thủ vừa nhất ma lan kỵ sĩ nhóm dồn dập dừng chân lại lâm dạ men theo belinda nhìn phương hướng nhìn lại quả nhiên phát hiện đầu mối rậm rạp bên trong rừng rậm sinh trưởng mấy cây không cùng một dạng cây bọn họ không có còn lại cây cối cao như vậy cành cây bên trên treo đầy dây leo nhìn kỹ, còn có thể trên cây khô chứng kiến một tấm mịt mờ mặt người. Cái này, chính là thương lan thụ nhân. Lâm giả dạ ném ra dò xét kỹ năng, thương lan thụ nhân tin tức xuất hiện ở trong đầu hắn, như sau. Thương lan thụ nhân, giai bậc Ngũ giai đẳng cấp. 3 ht 8.000 lực phòng ngự. 1.300 lực công kích. 1.000 tốc độ. 100 kỹ năng. Dây lèo cuốn quanh. Thương Lan Thụ Nhân sinh trưởng ra dây leo thập phận linh hoạt, ở trong chiến đấu, có thể cuốn quanh đối thủ, hạn chế đối thủ hành động, đồng thời lợi dụng dây leo ở trên gai ngược, phóng thích độc tố, tạo thành trúng độc hiệu quả. Trúng độc hiệu quả Mỗi dây tổn thất lớn nhất HP 3% HP, duy trì liên tục 2 dây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Kinh cức chi thuẫn Thương Lan Thụ Nhân triệu tập bộ phận dây leo, vì mình hư cấu một cái hộ thuẫn ngăn cản 30% sở thụ thương tổn, duy trì liên tục 5 giây, đồng thời ở hồ thuẫn biến mất thời điểm, khôi phục 10% lớn nhất hát thuê. Miêu tả Sinh hoạt tại rậm rạp bên trong rừng rậm cổ thụ, bởi vì hấp thu năng lượng đặc thù, cho nên tiến hóa thành thụ nhân. Nhìn lướt qua phần này tin tức, lâm dạ có chút nhăn mi. Có khống chế, có duy trì liên tục thương tổn, có thể bút thuẫn, còn có thể khôi phục sinh mệnh giá trị rất đủ có thể một cái quái vật kỳ thực đời trước lâm dạ cũng đánh qua không ít thương lan thụ nhân bất quá khi đó lâm dạ binh chủng hệ thống đã cực kỳ hoàn chỉnh đánh thực vật hệ quái vật trực tiếp dùng hỏa thiêu có thể làm ít công to nhưng bây giờ lâm dạ dưới trướng chỉ có ma lan kỵ sĩ ở đâu ra hỏa xem ra chỉ có thể dùng âm gan bất quá thương lan thụ nhân tốc độ di động không nhanh thậm chí còn so ra kém ma lan kỵ sĩ vừa lúc có thể chơi diều. Nghĩ đến đây, Lâm già lập tức định ra chiến đấu kế hoạch. Từ Belinda tiến hành vụ quái. Nàng là du hiệp chức nghiệp, công kích khoảng cách cực xa. Vài cái bắn tỉ liền đem tất cả đã rơi vào trạng thái ngủ say thương lan thụ nhân cho giật mình tỉnh lại. Sau đó, những thứ này bị đánh thức gia hỏa liền quơ dây leo, hướng phía đi tới bên này. dáng vẻ thoạt nhìn giống như là một đầu ở trên đất bằng đi lại bạch tuột. Tiến công. Lâm dạ hạ lệnh. Sớm đã chờ đợi đã lâu mà lan kỵ sĩ nhóm dồn dập khởi xướng xung phong kỹ năng. Điên cùng vây công tam đầu thương lan thụ nhân. Thương lan thụ nhân còn chưa kịp phản ứng, HP liền bá 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 hướng xuống rơi. Sau đó ở ra trắm tại chỗ. Lâm dạ đi tới chợt xem, tam đầu thương lan thụ nhân ở ra trắm địa phương, rơi mất nhiều tài nguyên, còn có một cái sáng lên đồ đạc. Nhặt lên nhìn một cái thương lan thụ tâm miêu tả thương lan thụ nhân vật trân quý nhất chỉ có số ít cường đại thương lan thụ nhân mới có thể ngưng kết ra thương lan thụ tâm lâm dạ có điểm tử không nói tam đầu thương lan thụ nhân mới chỉ có tuôn ra một viên thương lan thụ tâm cái này tỷ lệ rơi đồ dường như không lớn đất a à. bất quá cũng không vội vàng coi như là luyện cấp tiếp tục một lần không muốn câu dẫn nhiều lắm lâm dạ nói Belinda dơ lên trường cung nghe theo. Rất nhanh, một sống lại một sống thương lan thụ nhân bị câu dẫn qua đây, sau đó bị giết chết. Belinda thương tổn cực kỳ khách quan, có thể được kích sát thương lan thụ nhân sau đại bộ phận điểm kinh nghiệm. Lâm dạ mặc dù đang một bên cá mặn. Thế nhưng, thành tựu lãnh chúa hắn, trời sinh là có thể cùng chung binh chủng điểm kinh nghiệm. Ở đánh chết mấy chục đợt thương lan thụ nhân phía sau. Lâm dạ cùng Belinda hầu như tại đồng nhất thời gian, trên người hiện lên quan mang. Hai người thăng cấp. Người chơi đẳng cấp đạt được 10 cấp, mở ra chuyển chức công năng, người chơi có thể chuyển chức trở thành mình muốn chức nghiệp. Bởi ngài là đẳng cấp thứ nhất đạt được 10 cấp người chơi, sẽ được trở xuống thưởng cho. SSS cấp chức nghiệp ẩn chứng minh, trung cấp tài nguyên bao, đã skill 5. SSS cấp chức nghiệp ẩn chứng minh. Sử dụng sau đó, có thể tuyển chọn thu được một nghề nghiệp SSS cấp ván khuôn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, lâm dạ nhìn không được lên tiếng nở nụ cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, để nhất cái lên tới cấp 10, thật sự có thưởng cho. Vẫn là SSS cấp chức nghiệp ẩn chứng minh. Lâm dạ không kịp chờ đợi đem chức nghiệp chứng minh lấy ra. Đó là một quyển sách, vàng chói lọi, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Tiếp lấy, lâm dạ tuyển trạch sử dụng ngài sử dụng sss cấp chức nghiệp ẩn chứng minh mời tuyển trạch chức nghiệp hướng phát triển gợi ý của hệ thống âm vang lên lãnh chúa thời đại người chơi có thể chuyển chức chức nghiệp có chiến sĩ pháp sư du hiệp mục sư thích khách năm loại mỗi loại chức nghiệp lại có bất đồng phương hướng phát triển mà lâm dạ trầm ngâm chốc lát phía sau quyết định tuyển trạch pháp sư phạm vi công kích đại thương tổn cao đánh một mảng lớn còn có các loại các dạng khống chế kỹ năng. Cơ hồ là thích hợp nhất ngoạn gia chức nghiệp. Không nói nhiều nói, trực tiếp tuyển trạch. Chúc mừng ngài, thành công chuyển chức làm SSS cấp chức nghiệp ẩn bằng hỏa pháp thần. Sau một khắc, lâm dạ thuộc tính chợt biến. Đồng thời mặt trên người y phục cũng thay đổi thành pháp sư trường bào. Đây là chuyển chức phía sau kèm theo tân thủ trang bị. Lâm dạ mừng rỡ hơn, vội vã mở ra thuộc tính của mình bản tiến hành kiểm tra, như sau. Tu la, chủng tộc. Nhân loại lãnh địa. Thần đình lãnh địa chức nghiệp. Băng hỏa pháp thần đẳng cấp. 10 HP, 24 000 lực phòng ngự. 220 không lực công kích. 260 không tốc độ. 120 kỹ năng. Bạo liệt hỏa cầu. Triệu tập trời rạc trong không khí hỏa diễm ước số, ở sức mạnh phép thuật gia trì dưới biến đến cùng bạo, đối với bán kính 30 m bên trong chỉ định mục tiêu tiến hành công kích, tạo thành đại lượng thương tổn, cũng trăm phần trăm phụ gia thiêu đốt hiệu quả. Thiêu đốt hiệu quả Mỗi giây tổn thất lớn nhất HP 3% thương tổn, duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp gia đến 3 tầng. Băng trùy đâm Đối với lấy chính mình làm trung tâm, bán kính 30 m trong phạm vi triệu hoáng băng thứ, nền băng thứ biết từ dưới nền đất toát ra, đối với mục tiêu tạo thành xuyên thấu tổn thương đồng thời, còn đem trăm phần trăm giảm bớt mục tiêu 50% tốc độ di động, có 30% tỷ lệ trực tiếp đông lại một giây. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 15 Bốt thủ sát, thưởng cho biết rất không tệ chứ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Xem cùng với chính mình thuộc tính cùng kỹ năng, lâm dạ trong lòng đại định. Quả nhiên, chức nghiệp ẩn chính là ngưu bức. Băng hỏa pháp thần, ý vị này lâm dạ có thể đồng thời nắm giữ lưỡng chủng thuộc tính kỹ năng. Có thể ném hỏa cầu, có thể thả băng thứ. Có duy trì liên tục thương tổn, cũng có cường khống hiệu quả. Thuộc tính nói, càng là cường đại đến bạo tạc. HP quá hai vạn, đã vượt qua Belinda. Chúc mừng lĩnh chủ đại nhân mạnh mẽ. Belinda nhìn không được kêu nàng tuy là nhìn không thấy lâm dạ thuộc tính biến hóa, thế nhưng, nàng có thân là tinh linh cái loại này cực kỳ mỹ cảm giác lực. Có thể cảm giác được lâm dạ thực lực, so sánh với vừa rồi, tăng trưởng rất nhiều, thậm chí biến đến so với chính mình còn mạnh hơn. Lâm dạ nghe vậy, nhếch miệng cười, đem tin tức bạn đóng cửa, vuốt về Belinda đầu nhỏ. Ngươi cũng không yếu nha. Bị lâm dạ khẽ vuốt, Belinda mặt cười có chút phím hồng, nhưng cũng không ghét thậm chí còn có điểm hưởng thụ. Đây chính là độ hảo cảm đang làm ma. Lâm dạ tiếp nhị liên tam qua tặng, đã triệt để bắt sống tiểu nha đầu phương tâm. Tiếp lấy, Lâm dạ kiểm tra một hồi Belinda sau khi thăng cấp thuộc tính, cũng tăng cường một ít. Vì để tránh cho nói thủy chữ, nơi đây liền không nói tỉ mỹ. Cuối cùng, Lâm dạ lấy ra sáu khối đá skill, để thăng chính mình kỹ năng đẳng cấp vừa lúc đem bạo liệt hỏa cầu cùng băng trùy đâm hai cái kỹ năng đều đề thăng tới ba cấp, quy lực đại tăng. Sau khi làm xong những thứ này, lâm dạ lúc này mới hạ lệnh, tiếp tục tiến công thương lan thụ nhân. Thương lan thụ tâm tỷ lệ rơi đồ đại khái là một phần mười. Phía trước đi qua Belinda dẫn quái, mà làng kỵ sĩ quần ẩu phương thức giết chết hơn 200 đầu thương lan thụ nhân. Cũng chỉ thu hoạch 20 miếng thụ tâm mà thôi khoảng cách này lâm dạ trong lòng số lượng còn kém rất nhiều cho nên chiến đấu còn phải tiếp tục belinda tiếp tục chiến đấu bắt bọn nó dẫn qua đây ta muốn thử một lần ta kỹ năng uy lực dứt lời lâm dạ từ trong túi đeo lưng lấy ra chính mình tân thủ trang bị cũng chính là một căn bình thường không có gì là pháp trượng bình thường nhất cái loại này không có gì quá rõ ràng thêm được belinda nghe theo kéo ra trường cung liền hưu hưu xuất ra không ít mũi tên. Rất nhanh, lọc vào công kích thương lan thụ nhân liền hướng bên này chạy tới. Chừng tám con. Lâm dạ thấy vậy có chút không nói, cái này tiểu nha đầu ngược lại là đối với mình cố gắng tự tin hát. Đến liền là tám con. Không nói nhiều lời nói nhảm, trực tiếp mở cả A. Lâm dạ vung lên pháp trượng, triệu hồi ra một cái đường kính nửa thước hỏa cầu, hướng phía thương lan thụ nhân ném tới hô. Hỏa cầu thành công trúng mục tiêu phía trước nhất thương lan thụ nhân, lập tức nổ lên, hóa thành lửa cháy ngập trời. Lập tức liền đem thương lan thụ nhân cho đốt, phát sinh đùng đùng âm thanh. Bị đốt thương lan thụ nhân, HP đái tháo tự như cuồng rơi. Chỉ là kiên trì không tới 10 giây, liền ở ra trắm tại chỗ. Tiếp theo là con thứ hai, con thứ ba. Kết quả đều không khác mấy, liên tiếp bị giết chết. Belinda ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình, đợi cuối cùng một đầu thương lan thụ nhân ngã xuống đất phía sau, vội vã vỗ tiểu thủ ủng hộ. Lĩnh chủ đại nhân thật mạnh đâu. Lâm dạ khóe môi co lại, người nói người rất xinh đẹp một ít cô nương, làm sao cứ như vậy yêu vuốt mông ngựa đâu. Thuộc tính tương khắc mà thôi, thời gian đã không còn sớm, chúng ta được tăng thêm tốc độ, tranh thủ đi về trước soát đầy một trăm thương lan thụ tâm. Lâm dạ nói. Belinda nghe vậy, cũng biến thành nghiêm túc, kiên định gật đầu. Tốt lắm, chúng ta hành động A. À. Tiếp lấy, hai người liên thủ, mang theo hai trăm đầu ma lan kỵ sĩ, trực tiếp thẳng tiến chỗ rừng sâu. Lâm dạ bây giờ là băng hỏa pháp thần, có thể phóng xuất ra hỏa thuộc tính kỹ năng. Mà hỏa thuộc tính vừa lúc khắc chế thực vật hệ thương lan thụ nhân. Ở cao thuộc tính, thuộc tính khắc chế điều kiện tiên quyết, thương lan thụ nhân chết cực nhanh từng viên thương lan thụ tâm bị lâm dạ bỏ vào trong túi. Đồng thời thu hoạch còn có đại lượng điểm kinh nghiệm. Ma lan kỵ sĩ nhóm giai bậc vì tứ giai, kích sát ngũ giai thương lan thụ nhân, hiệu quả rõ ràng nhất, đẳng cấp chậm chậm tăng lên. Hiện tại phổ biến đẳng cấp đều vượt qua ba cấp, đẳng cấp tối cao càng là đạt tới thất cấp. Tin tưởng không lâu sau, con thứ nhất mãn cấp ma lan kỵ sĩ liền phải xuất hiện. Chiến đấu duy trì liên tục tiến hành lâm dạ cùng Belinda cũng là càng phát ra thâm nhập. Rốt cuộc ở gần 3 giờ sau, lâm dạ thu tập được 100 miếng thương lan thụ tâm. Lúc này, liên tục chiến đấu mấy giờ ma lan kỵ sĩ nhóm đã uể oải bất kham. Sức chiến đấu đã có chút trượt, bọn họ cần nghỉ ngơi, khôi phục thể lực mới có thể tiếp tục chiến đấu. Vì vậy, lâm dạ hạ lệnh lui lại, chuẩn bị mang theo ma lan kỵ sĩ phản hồi thần đình lãnh địa. Nhưng ngay khi lâm dạ mới hạ lệnh sau một khắc, hắn mặt đất dưới chân chợt chấn động một cái chính là cái này một cái chấn động làm cho lâm dạ cùng belinda chân mày nhất tề nhăn lại không thích hợp tuyệt đối không thích hợp oanh rất nhanh lần thứ hai chấn động truyền ra belinda dẫn đầu cảm giác được cái gì quay đầu nhìn về phía lâm dạ lĩnh chủ đại nhân cẩn thận dường như có một đại gia hỏa quá belinda lời còn chưa nói hết lâm dạ phía sau liền truyền ra ma lan kỵ sĩ kêu thảm thiết. Nhìn lại, lâm dạ hơi biến sắc mặt. Chỉ thấy phương hướng sau lưng, vài đầu ma lan kỵ sĩ bị quẳng đến không trung. Mà đưa chúng nó vứt lên, rõ ràng là từng cây một linh xà vậy vũ động dây leo. Lâm dạ lại hướng phía xa hơn phương hướng nhìn lại, rất nhanh liền chứng kiến nhất tôn quái vật lớn xuất hiện ở trước mặt mình. Đó là một gốc cây siêu đại hình thương lan thụ nhân. Thông thường thương lan thụ nhân, thân cao mới mười vài mét mà thôi. Gốc cây này, cao độ vượt lên trước năm mươi mét. Thân cây tráng kiện không gì sánh được, quan đường kính thì có bảy tám mét. Một tấm kinh khủng mặt mò hiện lên trên cây khô, vặn vẹo dãy dùa, nhìn cực kỳ ác tâm. Đây là thương lan thụ nhân vương, thực lực rất mạnh, lĩnh chủ đại nhân, chúng ta. Belinda hướng về phía lâm dạ kêu gọi. Nhưng mới nói đến phân nửa liền bị lâm dạ cắt đứt. Tạm thời triệt thoái phía sau, nghĩ biện pháp giết chết nó. Thương lan thụ nhân vương, không cần nhiều lời, chính là thương lan thụ nhân lão đại. Là bốt. Mà kích sát bốt, có thể thu được nhiều vô cùng thưởng cho, thậm chí còn có thể thu được binh chủng ván khuôn. Nhất trọng yếu nhất là, lâm dạ nhìn trúng cái này bốt thủ sát. Thưởng cho sẽ phải rất không tệ chứ. Hắc hắc, Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 16 Thủ sát tới tay, Hoàng Kim Bảo Rương Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Belinda nhẩm một cái, nhưng rất nhanh phản ứng kịp, vội vã làm theo. Hắn hiện tại cũng là SSS cấp anh hùng, tuy là đẳng cấp không cao, nhưng trong lòng cũng có độc chút với SSS cấp anh hùng tự tôn. Vượt khó tiến lên, không sợ gian nguy, đó mới là SSS cấp anh hùng lâm dạ nắm chặt pháp trượng, giơ tay lên chính là vài cái bạo liệt hỏa cầu ra bên ngoài. Bạo liệt hỏa cầu ở gần kề thương lan thụ nhân bốt vị trí bạo tạc. Thương lan thụ nhân vương bị đau, buông lỏng ra cuốn quanh ma lang kỵ sĩ dây leo. Thừa này cơ hội, lâm dạ hạ lệnh triệt thoái phía sau. Chỉ còn lại 190 đầu ma lang kỵ sĩ cấp tốc triệt thoái phía sau. Mà lâm dạ cùng Belinda thì tại lúc này vào sân. Bắt đầu chiến đấu. Belinda đem chính mình trường cung kéo thành đầy nguyệt. Hai giây sau đó, một đạo mũi tên tàn ảnh bị xuất ra. Hưu một tiếng, đánh thẳng thương lan thụ nhân vương mặt. Cái gia hỏa này phản ứng cực nhanh, lập tức hư cấu kinh cức hộ thuẫn, ngăn cản thương tổn. Nhưng dù cho như thế, Belinda bạo liệt mảnh kích gấp bảy thương tổn, như cũ đánh rớt rồi thương lan thụ nhân vương không ít HP. Một kích thực hiện được, tiếp theo là liên tục phổ thông công kích từng nhánh mũi tên phi xuất ra đi, rơi vào thương lan thụ nhân vương trên người. Bên cạnh lâm dạ cũng không nhàn rỗi. Bạo liệt hỏa cầu, băng trùy đâm luân phiên sử dụng. Thương lang thụ nhân vương vốn là tốc độ không nhanh, chịu đến băng trùy đâm giảm tốc độ phía sau càng phải như vậy. Chật vật tại chỗ di chuyển bước chân. Lâm dạ thừa này cơ hội, dò xét một cái thương lan thụ nhân vương thuộc tính, như sau. Thương lan thụ nhân vương ván khuôn. A cấp giai bậc. Ngũ giai đẳng cấp. 30 HP, 20 vạn lực phòng ngự. 320 không lực công kích. 3.500 tốc độ. 105 kỹ năng. Dây leo cuốn quanh. Thương lan thụ nhân vương sinh trưởng ra dây leo thập phận linh hoạt, ở trong chiến đấu, có thể cuốn quanh đối thủ, hạn chế đối thủ hành động, đồng thời lợi dụng dây leo ở trên gai ngược, phóng thích độc tố, tạo thành trúng độc hiệu quả. Trúng độc hiệu quả. Mỗi giây tổn thất lớn nhất HP 4% HP, duy trì liên tục 3 giây, có thể điệp ra đến 3 tầng. Kinh cức chi thuẫn. Thương Lan Thụ Nhân Vương triệu tập bộ phận dây leo, vì mình hư cấu một cái hộ thuẫn, ngăn cản 40% sở thụ thương tổn, duy trì liên tục 5 giây, đồng thời ở hộ thuẫn biến mất thời điểm, khôi phục 20% lớn nhất HP. Phi diệp trảm. Thương Lan Thụ Nhân Vương đem chính mình phiến lá ném ra, phiến lá cao tóc xoay tròn, vốn có siêu cao lực xuyên thấu, trúng mục tiêu mục tiêu đem đối với mục tiêu tạo thành đại lượng thương tổn. Miêu tả Thương lan thụ nhân bên trong vương giả, thống ngự thương lan thụ nhân bộ tộc. Thuộc tính rất mạnh, kỹ năng cũng muốn so với thông thường thương lan thụ nhân càng cường đại hơn. Đồng thời còn nhiều hơn ra khỏi một cái tên là phi diệp trảm kỹ năng. Nói thật, kỹ năng này có điểm tử khủng bố lâm dạ đời trước từng ở một ít thực vật hệ binh chủng trên người gặp qua cùng loại hình kỹ năng đem chính mình lá cây cho rằng vũ khí ném ra giống như là phi đao một dạng vốn có cực mạnh lực xuyên thấu một mảnh hai mảnh còn tốt nhưng nếu là một trăm mảnh nhỏ hai trăm mảnh nhỏ đâu ngẫm lại cũng làm người ta tê cả da đầu phải đánh nhanh thắng nhanh lâm dạ siết chặt nắm tay một bên khống chế thương lan thụ nhân vương hành động một bên bắt chuyện ma lan kỵ sĩ nhóm bày trận. Muốn đánh ra bạo tạc thương tổn, phải dựa vào quần ẩu. Ma lan kỵ sĩ nhóm mặc dù có chút khiếp đảm, nhưng lâm dạ mệnh lệnh, bọn họ càng không dám chống lại. Rất nhanh liền sắp hàng thành ba cái phương trận. Ở lâm dạ ra lệnh một tiếng, ma lan kỵ sĩ nhóm nhất tề khởi xướng xung phong, thẳng đến thương lan thụ nhân vương. Thương lan thụ nhân vương muốn tấn công, nhưng bị lâm dạ cùng Belinda lôi kéo ở, phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể mắc mở trừng trừng nhìn hơn 100 đầu ma lan kỵ sĩ đạt đến trước người mình. Sau đó phát động xung phong kỹ năng. Bá bá bá. Một vòng tập hỏa tiếng công dưới, thương lan thụ nhân vương HP trực tiếp rơi ba chục ngàn. Không có biện pháp, mà lan kỵ sĩ thuộc tính đặt nơi đây, không cách nào tạo thành quá cao thương tổn. Nhưng nếu có thể nhiều tới mấy lần nói. Rất nhanh, lần thứ hai xung phong bắt đầu lại là hết mấy vạn HP bị đánh rơi. Thương Lan Thụ Nhân Vương phát sinh cuồng khiếu. HP vừa đầu hàng lại rơi nữa. Dưới tình thế cấp bách, Thương Lan Thụ Nhân Vương không thể làm gì khác hơn là phóng thích phi diệp trảm kỹ năng. Đáng tiếc là, Lâm Dạ đã sớm chờ đấy giờ khắc này đâu. Nhìn thấy phi diệp trảm bị ném ra, lập tức hạ lệnh lui lại. Ma Lan kỵ sĩ nhóm dựa vào cao tính cơ động, Hoàng Mỹ né qua lần này quần thể công kích mang phi diệp trảm sau khi kết thúc, lại là hai lần tập hỏa. Thương Lan Thụ Nhân Vương phát sinh một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, ở ra trắm tại chỗ. Ngài là toàn bộ server vị trí đầu não kích sát bốt người chơi, sẽ được trở xuống thưởng cho. Ai tắm hoàng kim bảo rương năm, trung cấp tài nguyên bao năm, ngẫu nhiên binh chủng bảo rương một. Thế giới thông cáo đang tạo ra. Người chơi Tu La thành công kích sát Thương Lan Thụ Nhân Vương, trở thành toàn bộ server vị trí đầu não kích sát bốt người chơi sẽ được trở xuống thưởng cho hệ thống tiểu tinh linh thanh âm nhắc nhở vang lên lâm già dạ sắc mặt vui vẻ quả nhiên không ngoài sở liệu một huyết thành tựu thưởng cho không thể thiếu nhìn nửa thương lan thụ nhân vương trận mất địa phương cũng tuôn ra không ít chiến lợi phẩm lâm già dạ cấp tốc tới gần nhìn cũng không nhìn trực tiếp nắm lên liền ném vào ba lô thu thập xong chiến trường lâm già dạ vội vã hạ lệnh, rời đi nơi này. Vừa rồi giết chết thương lan thụ nhân động tỉnh lớn một chút. Lúc này khẳng định đã hấp dẫn không ít mạnh mẽ đại quái vật chú ý. Lại không ly khai, sợ là cũng bị bao sủi cảo. Liên tục phi nước đại, lâm dạ rất mau dẫn lấy Belinda cùng ma lan kỵ sĩ nhóm ra khỏi rừng cây. Tiếp lấy hướng thần đình lãnh địa phương hướng bước đi. Đương nhiên, đi về phía trước, Lâm dạ còn tiện đường đi một cái chiếm lĩnh hai cái tài nguyên điểm. Thu hoạch một lớp tài nguyên. Kim tệ tài nguyên điểm đã thu thập hoàn tất, tổng cộng là 10 vạn kim tệ. Thức ăn nói là 250 đơn vị 300 phút hai lần thu thập, đại khái hơn 10 năm vạn lắm tắm thức ăn. Thức ăn tạm thời là được rồi, hiện tại lâm dạ thiếu hụt là kim tệ, đại lượng kim tệ. Cho nên lâm dạ đem đóng quân ở chỗ này Gobin cùng ông dịch cương thi mang đi mang tới mặt khác hai cái lục sắc kim tệ tại nguyên điểm tiến hành thu thập. An bài xong phía sau, lâm dạ lúc này mới mang theo tài nguyên, cùng với ma lan kỵ sĩ nhóm hướng phía thần đình lãnh địa phương hướng chạy trở về. Chờ trở lại thần đình lãnh địa phía sau, đã là buổi tối. Ma lan kỵ sĩ nhóm đã mệt không được, không cần lâm dạ phân phó, liền tự mình tìm một địa phương nằm xuống nghỉ ngơi. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 17 cấm chú quyển trục, địa tinh thợ mỏ. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. hàng ngày cầu hoa hoa, cầu phiếu phiếu, cầu toàn bộ, 360 độ không gốc chết cầu. Mà lâm dạ chính mình, cũng có cảm giác đói bụng mãnh liệt. Phía trước vẫn chuyên tâm với chiến đấu, ngược lại là không để ý những thứ này. Hiện tại rảnh rỗi, cái bụng liền bắt đầu cô lỗ cô lỗ réo lên không ngừng. Belinda là một thông minh tiểu nha đầu, nhận thấy được lâm dạ dị dạng phía sau che miệng cười trộm, tiếp lấy nghiêm mặt nói. Lĩnh chủ đại nhân, xin ngài chờ một chút, Belinda sẽ vì ngươi làm tốt phong phú bữa cơm. Dứt lời, Belinda quay đầu hướng phía lãnh địa bên ngoài chạy đi. Lâm dạ cũng không còn ngăn cản. Lấy Belinda thực lực, không nói ở lãnh chúa thời đại đi ngang, chỉ ít cam đoan chính mình an toàn vậy là đủ rồi. Được rồi, kỳ thực chính là lâm dạ thật đói bụng. Nếu như Belinda có thể làm cơm lời nói. Vậy cũng không sai a. À? Lắc đầu, đem các loại hỗn độn tư tưởng ném sau óc. Lâm già dạ bắt đầu kiểm tra kích sát Thương lan Thụ nhân vương lấy được chiến lợi phẩm. Thương lan Thụ tâm có chừng 50 miếng, cộng thêm phía trước Lâm già dạ soát đến 100 miếng, hiện tại Lâm già dạ sở hữu 150 miếng Thương lan Thụ tâm, khoảng cách triệu hoáng thú Long Liệp thủ, còn kém Long tinh thạch. Trừ cái đó ra còn có mặt khác ba cái chiến lợi phẩm. Theo thứ tự là một cái quyển trục, năm khối đá skill, cùng với một cái trung cấp tài nguyên bao. Phi diệp trảm cấm chú kỹ năng, miêu tả. Sử dụng phía sau, có ở khu vực chỉ định phóng thích một lần cấm chú cấp bậc phi diệp trảm, phạm vi bao trùm vì đường kính 500m. Đá skill, miêu tả. Sử dụng phía sau, có thể tăng lên kỹ năng đẳng cấp. Trung cấp tài nguyên bao ở miêu tả mở ra phía sau thu được vật liệu gỗ, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi cái 10 vạn. Ba cái chiến lợi phẩm, đá skill cùng tài nguyên bao không nói, làm cho lâm dạ có chút ngạc nhiên là cấm chú quyển trục. Cấm chú quyển trục là một loại đại hình công kích tính đạo cụ. Sử dụng phía sau có thể phóng thích một lần cấm chú cấp bậc kỹ năng, đối với khu vực chỉ định sở hữu mục tiêu tạo thành không khác biệt thương tổn. Đặc điểm là phạm vi công kích đại, thương tổn cao trung đê giai binh chủng hoàn toàn có thể làm được miễu sát. Bình thường chỉ có ở kích sát bốt thời điểm, mới có thể rơi xuống, đồng thời rơi xuống cấm chú quyển trục bên trong phong ấn kỹ năng, có rất lớn tỷ lệ cùng bốt kỹ năng có quan hệ. Tỷ như phi diệp trảm, cùng thương lan thụ nhân vương phi diệp trảm là giống nhau. Đương nhiên, cấm chú quyển trục bên trong phong ấn phi diệp trảm, quy lực lớn hơn gấp mấy trăm lần, mấy nghìn lần. Thứ tốt, các loại, chờ, giữ lại công thánh đàn thời điểm phải dùng tới. Lâm dạ nói thầm. Tiếp lấy bắt đầu kiểm tra bốt thủ sát thưởng cho. Theo thứ tự là ai tắm hoàng kim bảo rương năm, trung cấp tài nguyên bao năm, ngẫu nhiên binh chủng bảo rương một. Thưởng cho đều rất nai sờ, chính là lâm dạ hiện tại cần. Trang bị bảo rương, có thể khai ra ngẫu nhiên anh hùng, lĩnh chủ trang bị. Trung cấp tài nguyên bao, mỗi cái 10 vạn tài nguyên, nằm cái chính là 500 ngàn lập tức binh chủng bảo rương, sau khi mở ra có thể ngẫu nhiên thu được một cái binh chủng. Trên lý thuyết mà nói, từ nhất giai đến 12 giai phổ thông binh chủng, đều có thể từ trong cái hòm báo này lái ra. Đương nhiên, thập giai trở lên siêu cao giai binh chủng muốn lái ra, phỏng chừng cùng trung 5 triệu không có gì phân biệt. Ngược lại lâm dạ ở trên một đời là chưa nghe nói qua người nào may mắn như vậy, từ loại này trong hòm báo lái ra giai bật vượt lên trước thập giai binh chủng. Cho nên, không nên ông hy vọng quá lớn. Mở bảo rương loại chuyện như vậy, thường thường hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Không nói nhiều nói, lâm dạ lấy ra trang bị bảo rương cùng binh chủng bảo rương, trực tiếp mở ra. Ngài mở ra ai tắm hoàng kim bảo rương năm, thu được thanh lân giáp, lạc nhật cung, thần hành dày, thống khổ pháp trượng, kim ngưu khiên. Ngài mở ra ngẫu nhiên binh chủng bảo rương, thu được nhất giai binh chủng, địa tinh thợ mỏ thanh âm nhắc nhở qua đi, lâm dạ trong túi đeo lưng nhiều hơn nhiều cái đạo cụ. Trong đó có 5 cái trang bị, đều là hoàng kim cấp bậc. Hoàng kim bảo rương lái ra trang bị, đều là ai tắm hoàng kim. PS Lãnh chúa thời đại trang bị đẳng cấp từ thấp đến cao. Thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương, sử thi, thần thoại. Năm cái trang bị, thanh lân giáp vì chiến sĩ trang bị, lạc nhật cung vì du hiệp trang bị, thống khổ pháp trượng vì pháp sư trang bị, kim ngưu khiên vì chiến sĩ trang bị. Sau cùng thần hành dày lại là thông dụng trang bị, mỗi cái chức nghiệp cũng có thể mặc. Tổng thể mà nói cũng không tệ, 5 năm trang bị, ba cái lâm dạ dùng được. Thống khổ pháp trượng, thần hành dày lâm dạ chính mình giữ lại. Lạc Nhật cung lời nói, vừa lúc cho Belinda. Lâm dạ kiểm tra một hồi cái này ba cái trang bị thuộc tính, như sau. Thống khổ pháp trượng, Trang bị phía sau đề thăng 6% toàn thuộc tính, phụ gia hiệu quả. Pháp thuộc hộ thuẫn. Pháp thuộc hộ thuẫn. Mỗi 60 giây vì đeo giả thi hành một cái lớn nhất HP 10% hộ thuẫn. Thần hành giây. Trang bị phía sau đề thăng 6% toàn thuộc tính, phụ gia kỹ năng. Thần hành. Thần hành. Ngoài định mức thu được 10 điểm tốc độ di động. Lạc nhật cung trang bị phía sau đề thăng 6% toàn thuộc tính, phụ gia hiệu quả. Phá giáp Phá giáp Mỗi lần công kích đều muốn không nhìn địch nhân 20% phòng ngự. Lãnh chúa thời đại trang bị chủ yếu có 5 loại, theo thứ tự là đồ phòng ngự, vũ khí, giày, mũ giáp, cùng với vật phẩm trang sức. Mà mỗi loại trang bị căn cứ giai bậc bất đồng, có thể vì đeo giả cung cấp thuộc tính gia trì cũng bất đồng. Tỷ như ai tắm hoàng kim, một kiện hoàng kim trang bị có thể tăng thêm đeo giả 6% toàn thuộc tính. Nếu như đeo đủ, tổng cộng 5 cái trang bị nói, vậy có thể tăng thêm đeo giả 30% toàn thuộc tính. Trừ cái đó ra, trang bị còn có tỷ lệ có chứa một ít ngoài định mức đặc hiệu cùng kỹ năng. Lâm giả dạ vận khí không tệ, có thể sử dụng 3 cái trang bị, đều có phụ gia kỹ năng và đặc hiệu. Nói thí dụ như thống khổ pháp trường. Cái này trang bị lâm dạ có thể sử dụng, Cụ gia hiệu quả là mỗi 60 giây vì lâm dạ thi hành một cái lớn nhất HP 10% hậu thuẫn. 10% mặc dù không nhiều, nhưng là có thể đề cao thật lớn lâm dạ bảo mệnh năng lực. Lâm dạ biểu thị rất hài lòng. Vì vậy đem thống khổ pháp trượng cùng thần hành dày thay. Nhìn tiếp hướng từ binh chủng trong hòm báo lái ra binh chủng. Địa tinh thợ mỏ, dai bậc. Nhất dai miêu tả. Địa tinh tộc bên trong một cái chi nhánh, tinh thông thu thập, có thể đề thăng 20% thu thập tốc độ. Ngẫu nhiên binh chủng bảo rương, lại chỉ mở ra nhất giai binh chủng, làm cho lâm dạ gấp bội cảm thấy không nói. Thế nhưng, nếu như cái này nhất giai binh chủng là địa tinh thợ mỏ lời nói, cái kia lâm dạ đã cười nở hoa. Cái này thuộc về đặc thù binh chủng một loại. Chuyên vì thu thập mà thành binh chủng. Đều là nhất giai binh chủng, nhưng so với gô binh gì gì đó nhiều 20% thu thập tốc độ đây chính là lâm dạ vui vẻ địa phương. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 18 Belinda Đừng, ta muốn. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio. Địa tinh thợ mỏ, đừng xem chỉ là nhất giai binh chủng, nhưng lấy được độ khó lại có thể so với ngũ giai, lục giai binh chủng. Chỉ có thể từ binh chủng trong hòm báo lái ra. Đồng thời tỷ lệ hết sức thấp. Cho nên đời trước, Địa tinh binh chủng ván khuôn, từng một lần ầm ý giá trên trời. Liền vì cái kia 20% thu thập tốc độ thêm được. Địa tinh số lượng thiếu thời điểm, nhìn không ra cái gì rõ ràng biến hóa. Chỉ cần địa tinh số lượng nhiều sau khi đứng lên mới phát hiện, nguyên lai like cái này 20% thu thập thêm được, cũng là một cái cực kỳ con số kinh khủng. Lâm già dạ khai xuất cái này binh chủng, mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng hắn vẫn là rất vui vẻ vừa lúc có thể dùng đến thay thế gobin đem binh chủng ván khuôn cất xong tiếp lấy lâm dạ đem mình trong túi đeo lưng sở hữu lớn lớn nhỏ nhỏ tài nguyên bao toàn bộ mở ra thần đình lãnh địa tài nguyên nhất thời tăng nhiều vật liệu gỗ khoáng thạch quạng sắt ba loại tài nguyên số lượng đã vượt qua một triệu đơn vị kim tệ cũng gần một trăm vạn thức ăn hơn mười năm vạn tổng thể mà nói còn có thể chỉ cần đem những tư nguyên này tốn ra đầy đủ tăng cường thật nhiều tinh vực lãnh địa thực lực tổng hợp. Tiếp lấy, Lâm Dạ bắt đầu đề thăng lĩnh chủ đại sảnh đẳng cấp. Vì có thể nhiều dung nạp một ít binh chủng, Lâm Dạ quyết định thăng liền hai cấp. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi cái 10 vạn, thần đình lãnh địa thăng cấp trung. Ngài sử dụng kiến tạo gia tốc quyển trục, lĩnh chủ đại sảnh thăng cấp hoàn thành, trước mặt đẳng cấp là cấp 4. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, Quảng sát, kim tệ mỗi cái 20 vạn, lĩnh chủ đại sảnh thăng cấp trung. Ngài sử dụng kiến tạo gia tốc quyển trục, lĩnh chủ đại sảnh thăng cấp hoàn thành, trước mặt đẳng cấp là 5 cấp. Lã tả lưỡng đạo cường quan hạ xuống, lĩnh chủ đại sảnh đẳng cấp thăng lên làm 5 cấp, cụ thể tin tức như sau. Thần đình lãnh địa, lĩnh chủ. Tu la đẳng cấp. Năm liên minh. Không phụ thuộc lãnh địa. Không kiến trúc số lượng. 6. 200 binh chủng ván khuôn Gobin, nhất giai, ôn dịch cương thi, nhị giai, mà làng kỵ sĩ, tứ giai, địa tinh, nhất giai, bên trong thành có thể dung nạp đơn vị. 750, 6.000 vật liệu gỗ. 76, 2 vạn khoáng thạch. 75. 5 vạn quảng sắt. 7 năm chấm 1 vạn kim tệ. 66, 3 vạn thức ăn. 15, 3 vạn thăng cấp cần vật liệu gỗ, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi cái 50 vạn. Tài nguyên còn dư lại không ít, tiếp lấy lâm giả bắt đầu để thăng ma lan kỵ sĩ doanh địa đẳng cấp, cùng với kiến tạo địa tinh doanh địa. Địa tinh vốn có 20% thu thập tốc độ thêm được, tuyệt đối là thần định lãnh địa tương lai thu thập chủ lực. Cho nên doanh địa phải thăng cấp đến tối cao, thật to huấn luyện. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi cái 2000 địa tinh doanh địa kiến tạo trung. Tiêu hao vật liệu gỗ, khoáng thạch, quặng sắt, kim tệ mỗi cái 20 vạn, mà làng kỵ sĩ trại huấn luyện thăng cấp trung. Một trận dưới thao tác tới, mà làng kỵ sĩ doanh địa thăng cấp hoàn thành, địa tinh doanh địa cũng bị thăng cấp đến 5 cấp, cùng thần đình lãnh địa đồng đẳng cấp. Hai cái kiến trúc cụ thể tin tức như sau. Ma Lan kỵ sĩ doanh địa, giai bậc. Tứ giai đẳng cấp. Ba huấn luyện đơn vị. 200, 500 huấn luyện tốn hao. 2.000 kim tệ thời gian huấn luyện. 30 phút thăng cấp cần. Vật liệu gỗ, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi cái 40 vạn. Địa tinh doanh địa, giai bậc. Nhất giai đẳng cấp. Năm huấn luyện đơn vị. Không, 3.000 huấn luyện tốn hao. 50 kim tệ thời gian huấn luyện. Một phút thăng cấp cần. Vật liệu gỗ, khoáng thạch, quảng sắt, kim tệ mỗi cái 5 vạn. Năm cấp địa tinh doanh địa, huấn luyện đủ số vì 3.000. Nói cách khác, lâm dạ có thể huấn luyện 3.000 đầu địa tinh, vì mình đào quán. 3.000 đơn vị, một phút đồng hồ thu thập 3.000 tài nguyên. Cộng thêm chính mình thần cấp thu thập quan hoàng, gấp đôi thu thập chính là 6.000 tài nguyên. Cuối cùng mới là địa tinh 20% thu thập thêm được, một phút đồng hồ có thể thu thập 720 không đơn vị tài nguyên khủng bố như vậy. Lâm dạ ngẫm lại đều có chút kích động, vội và động thủ bắt đầu huấn luyện. Huấn luyện 300 đơn vị ma lan kỵ sĩ, tiêu hao kim tệ 30 vạn. Tính toán tỉ mỹ thiên phú, tiêu hao kim tệ giảm phân nửa. Huấn luyện 3.000 đơn vị địa tinh, tiêu hao kim tệ 7. 5 vạn. Tính toán tỉ mỹ thiên phú, tiêu hao kim tệ giảm phân nửa. Ma lan kỵ sĩ chỉ là tứ giai binh chủng, cũng không quá đáng giá trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng thu hoạch long tinh thạch còn cần bọn họ, cho nên lâm giả dạ quyết định nhiều huấn luyện một ít ma lan kỵ sĩ. Chí ít đem long tinh thạch hái được tay lại nói. Không đợi lâm giả dạ sử dụng huấn luyện gia tốc quyển trục, đem ma lan kỵ sĩ cùng địa tinh huấn luyện ra. Phía sau, liền vang lên Belinda thanh âm. Tôn kính lĩnh chủ đại nhân, nên ăn bữa ăn tối a. À. Lâm giả dạ động tác bị kìm hãm, cái này mới phản ứng được. Mình đã bận việc một hồi lâu. Nghĩ lấy những chuyện khác cũng không gấp, vì vậy Lâm Dạ xoay người theo Belinda đi tới nhà bếp. Nơi đây, có Belinda chuẩn bị xong thức ăn. Một cái trang bị đầy đủ quả dại giỏ trái cây. Còn có hai con nướng xong thỏ rừng, bốc hơi nóng, hương khí bốn phía. Chứng kiến những thứ này, Lâm Dạ hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới cái này Belinda còn có một tay hắt lĩnh chủ đại nhân mau nếm thử a lạnh liền ăn không ngon belinda hô hai tay dân thỏ nướng đưa đến lâm dạ trước mặt người sau cũng không khách khí tiếp nhận liền ăn khoan hãy nói mùi vị thật không tệ thịt tươi mới mọng nước miệng vừa hạ xuống miệng đầy bảo dầu lâm dạ từng ngốn từng ngốn ăn belinda nhìn rất thoáng tâm chờ lâm dạ ăn không sai biệt lắm phía sau lại đem chính mình ăn phần kia kéo xuống phân nửa đưa cho lâm dạ. Như vậy, cực kỳ giống một cái cố gia hiền thê lương mẫu. Lâm dạ cũng không còn cự tuyệt, một trận đồ ăn hải bỏ vào, sau khi ăn xong lại ăn năm sáu cái quả dại. Lúc này mới vỗ bụng một cái đứng lên. Mùi vị rất tốt, không nghĩ tới ngươi còn có phần này tay nghề. Lâm dạ thở dài nói. Belinda khuôn mặt đỏ lên, cười hắc hắc nói lĩnh chủ đại nhân thích là tốt rồi, về sau ngài đồ ăn, liền giao cho ta. Lâm dạ gật đầu, cái này hắn không có ý kiến. Tiếp lấy, hắn lấy ra phía trước lái ra lạc nhật cung, đưa cho Belinda. Đây là đưa cho ngươi vũ khí mới, xem một chút đi. Belinda chỉ là nhìn thoáng qua, nhất thời tinh quan đại mạo. Nàng đã cảm giác được cái chui này trường cung bên trong tản ra khí tức ba động. Vội vã bỏ lại trong tay thịt thỏ, kiểm tra lâm dạ trong tay lạc nhật cung. Hoàng Kim Hoàng Kim vũ khí, thật muốn cho ta không? Belinda có chút thụ sủng nhược kinh. Lâm dạ khóe môi nhỏ bé câu, trêu ghẹo nói. Ngươi không cần, ta đây có thể cầm đi. Đừng, ta muốn. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 19 Thâm nhập tuyệt đỉnh sơn mạch. Nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio vui nói vũ khí mới Belinda liền nướng thịt thỏ cũng không ăn. Nhẹ khẽ vuốt vuốt lạc nhật cung ở trên văn lộ, yêu thích không buông tay. Lâm dạ cũng không còn quấy rối cái này tiểu nha đầu, mà là đi tới một bên, mở ra hộp thơ của mình. Nhìn lướt qua bên trong đến ngược thời gian. Khoảng cách trò chơi beta, người chơi hàng lâm còn có 28 thiên một lúc 36 phân 53 giây. Thời gian còn dư lại 28 ngày, lâm dạ đã liên tục tại tuyến gần 2 ngày bởi vì lúc trước là ý muốn nhất thời lo dinh, lâm dạ căn bản không có làm bất kỳ chuẩn bị gì. Vì để tránh cho hiện thực xảy ra vấn đề, cho nên lâm dạ quyết định rời khỏi trò chơi nhìn. Chí ít xử lý mình một chút cá nhân vệ sinh vấn đề. Dù sao doanh dưỡng dịch có thể duy trì ngoạn gia thân thể tiêu hao, lại không cách nào giải quyết ngoạn gia bài tiết vấn đề cùng tắm vấn đề. Cái này phải dựa vào cá nhân tự cảm thấy. Nghĩ đến đây, lâm dạ đứng lên, hướng phía ngoài cửa đi tới. Sau đó dùng nhanh nhất tốc độ đem 300 ma lan kỵ sĩ, 3.000 địa tinh toàn bộ huấn luyện ra. Vừa vặn lúc này Belinda cũng thưởng thức hết lạc nhật cung. Vì vậy liền cùng Belinda cùng nhau, mang theo trong lãnh địa tất cả binh chủng, đi trước phía trước tài nguyên tiêu ký điểm. Chủ yếu là kim tệ tài nguyên điểm. 3.500 đơn vị binh chủng, chia làm 7 tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 500 đơn vị sau đó phân phát đến mấy cái kim tệ tại nguyên điểm tiến hành thu thập nhiệm vụ đồng thời bàn giao belinda thu thập sau khi hoàn thành nhớ kỹ điều đi kế tiếp tại nguyên điểm belinda gật đầu bằng lòng cuối cùng lâm Dạ căn dặn belinda nói mình muốn tiêu thất mấy giờ để cho nàng đợi ở trong lãnh địa là tốt rồi belinda tuy là vạn phần hiếu kỳ nhưng là không hỏi nhiều lâm già dạ đã ở lĩnh chủ trong đại sảnh tìm một địa phương hạ tuyến Hàng Châu, Lâm Dạ thuê trong phòng nhỏ. Giá trị 300 vạn kim cương máy chơi game tọa lạc ở bên trong phòng. Bỗng nhiên, máy chơi game bóng loáng vách khoang nứt ra một đạo vết nứt. Ngay sau đó, khoang thuyền cửa bị mở ra. Một đạo ướt nhẹp bóng người từ bên trong khoang thuyền bò ra ngoài. Chính là Lâm Dạ. Trên người hắn dính không ít doanh dưỡng dịch, niêm hồ hồ tuyệt không thoải mái. Đồng thời cảm giác mình bàn quan muốn nổ vội vã và chạy vào phòng tắm, một trận thả lỏng thêm tẩy trừ. Thay đổi thân quần áo sạch phía sau, lúc này mới một lần nữa trở lại phòng khách. Nhìn đồng hồ, hiện tại đã là rạng sáng. Cái bụng có chút thầm thì gọi. Vì vậy Lâm Dạ Điểm đặc biệt bán phía sau, liền mở ra chính mình máy tính. Đăng nhập lãnh chúa thời đại website diễn đàn, kiểm tra gần nhất 2 ngày tân văn dữ liệu. Nhìn có đáng giá gì chú ý diễn đàn nhiệt độ vẫn là trước sau như một cao thiếp mời số lượng cao tới mấy triệu đại thể nhìn lướt qua đều là một ít không hề dinh dưỡng trọng tâm câu chuyện nói cái gì chính phú tích tích a à. tìm một mùi mùi cùng nhau chơi a gì gì đó nhàm chán lật nhìn vài cái không có gì đáng xem lâm dạ cũng liền đem diễn đàn đóng không bao lâu thức ăn ngoài đến rồi lâm dạ ăn uống no đủ tiếp lấy trở về phòng nghỉ ngơi ba giờ sau khi tỉnh lại mở ra máy chơi game lần nữa tiến nhập trò chơi lãnh chúa thời đại tuyệt đỉnh sơn mạch chân núi thần định lãnh địa lâm dạ lo dinh thời điểm belinda mới vừa từ trong giấc ngủ tỉnh lại nhìn thấy lâm dạ bỗng nhiên xuất hiện tiểu nha đầu sướng đến phát rồ rồi lâm dạ cũng không phải hàm hồ vung tay lên đi là thời điểm tìm xem lòng tinh thạch tung tích belinda gật đầu theo lâm dạ xuất môn đem ra ngoài thu thập kim tệ 500 ma lan kỵ sĩ mang theo. Hơn 3 giờ, bọn họ đã đem một cái lam sắc kim tệ tại nguyên điểm thải hết. 200.000 kim tệ vào sổ, Mỹ tư tư. Tiếp lấy, lâm dạ phân biệt phương hướng một chút, mang theo bộ đội hướng phía tuyệt đỉnh sơn mạch phương hướng đi tới. Long tinh thạch cần ở cự long nơi ngã xuống mới có. Mà cự long nơi ngã xuống, nhất định là tuyệt đỉnh sơn mạch bên trong cổ chiến trường mới có thể tìm được chuyến này khẳng định 10 phần nguy hiểm, nhưng lâm dạ không đi không thể. Hắn cần gấp mạnh hơn binh chủng, đến giúp mình làm càng nhiều chuyện hơn. Vì tiết kiệm thể lực, lâm dạ mang theo bộ đội liên tiếp thâm nhập, không có tùy ý treo chọc không tất yếu treo chọc quái vật. Tốn thời gian hơn 3 giờ, lúc này mới tiến nhập tuyệt đỉnh sơn mạch nội bộ phạm vi. Nơi đây xem không đến bất luận cái gì thảm thực vật. Có chỉ có lõa lồ trên mặt đất biểu các loại tảng đá, cùng với du đảng ở trong sơn cốc vong linh quái vật. Đều cẩn thận một chút, chúng ta chuyến này nhiệm vụ là tìm đến Long tinh thạch, mà không phải đánh lộn. Lâm già dạ thấp giọng nói. Belinda gật đầu tỏ ý biết. Hai người song song đi tới, 500 ma lang kỵ sĩ theo sát phía sau. Tuy là lâm dạ đã là tận lực cẩn thận rồi. Nhưng vẫn là hấp dẫn bên trong sơn cốc vong linh quái vật chú ý. Ngũ dai khô lâu trọng kiếm sĩ, tứ giai khô lâu cốt mã, còn có cấp 3 khô lâu du hiệp. Số lượng không ít. Đánh nhanh thắng nhanh. Lâm dạ hạ lệnh. Dương lên trong tay thống khổ pháp trượng. Ném ra bạo liệt hỏa cầu cùng băng trùy đâm. Belinda cũng không nhẫm lấy, trường cung kéo thành đầy nguyệt, trực tiếp chính là một phát bạo liệt mảnh kích. Vèo một tiếng, trong nháy mắt xỏ xuyên qua hơn 10 đầu vong linh quái vật. Nhị dai, cấp 3 trực tiếp ở ra trắm, tứ giai, ngũ giai cũng hát thê chật giảm xuống. Tiếp lấy hợp thành năm cái ngược lại ma lan kỵ sĩ nhóm khởi xướng xung phong. Mấy tu tập hỏa, bắt trận chiến đấu này. Cuối cùng cấp tốc thu thập chiến lợi phẩm, sau đó tiếp tục đi tới. Theo càng phát ra thâm nhập, lâm dạ gặp phải quái vật số lần cũng càng ngày càng nhiều. Ma lan kỵ sĩ nhóm cũng bắt đầu xuất hiện tiểu thương vong. Làm cho lâm dạ có chút nhức nhối. Đương nhiên, Thu hoạch cũng là có. Dọc theo đường đi, lâm dạ mở ra nhiều cái bảo rương, thu được một ít tài nguyên bao, đá skill, và tóc quyển trục các loại, chờ, đạo cụ. Còn phát hiện không ít lục sắc, lam sắc, thậm chí màu tím tài nguyên điểm. Bất quá vì không phải sinh nhiều rắc rối, lâm dạ không có lập tức đem những tư nguyên này điểm chiếm lĩnh xuống tới. Chỉ là ở trên bản đồ làm tốt tiêu ký điểm, chuẩn bị về sau trở lại. Cuối cùng mới là Belinda nàng là thú lông liệt thủ, càng là tinh linh, trời sinh cảm giác lực liền thập phần nhạy cảm. Cho nên mỗi khi đi tới một khoảng cách, nàng biết dừng bước lại, tinh tế cảm ứng tình huống chung quanh. Một mặt là để ngừa sông vào một ít quái vật lãnh chúa sao huyệt. Một mặt khác là muốn phải tìm được cự long mai cốt chi địa. Tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả. Chương 20 Tìm được lông tinh thạch, quái vật sao huyệt nghe đọc truyện miễn phí tại truyện chấm audio thời gian cực nhanh trong chớp mắt chính là mấy giờ trôi qua ma lan kỵ sĩ nhóm thể lực tổn hao nghiêm trọng lâm dạ không phải không dừng lại nghỉ ngơi xem ra thật sớm làm tìm một phi hành binh chủng mới được lâm dạ nói thầm phi hành binh chủng thuộc về cao tính cơ động binh chủng có thể không nhìn địa hình hành quân trước khi đến cự ly xa địa điểm thời điểm là tốt nhất công cụ thay đi bộ Ma Lan kỵ sĩ nhóm cũng tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ nghỉ ngơi. Mà Belinda thì leo lên một cái điểm cao, hướng phía bốn phía nhìn xung quanh. Rất nhanh, nàng liền về tới lâm dạ bên người, mặt lộ vẻ mừng rỡ. Lĩnh chủ đại nhân, tìm được rồi. Lâm dạ nghe vậy, đùng một tiếng đi trên tảng đá đứng lên, nhìn về phía Belinda. Ở cái gì vị trí? Belinda vương tim ngón tay chỉ phía trước chính ở bên kia trong sơn cốc, khoảng cách không tính là quá xa, ta cảm thấy mịt mờ long tinh thạch khí hơi thở. Nghe nói như thế, lâm dạ đại hỷ, vội vã làm cho Belinda mang cùng với chính mình đi trước thăm dò đường một chút. Belinda đồng ý. Vì vậy hai người bước nhanh hướng phía phía trước chạy đi. Bay qua một ngọn núi sống, một cái sơn cốc xuất hiện ở trước mặt hai người. Thế nhưng, chứng kiến bên trong sơn cốc tình huống thời điểm, hai người lại nhẩm ở trong sơn cốc có hay không lông tinh thạch lâm dạ không biết nhưng hắn hiện tại ở trong sơn cốc thấy được không ít quái vật cái này tờ mơ giờ rõ ràng là một cái quái vật lãnh địa lãnh chúa thời đại trung quái vật cùng nhân loại giống nhau cũng sẽ hình thành lãnh địa của mình nói thí dụ như phía trước đánh chết thương lan thụ nhân vương đó chính là quái vật lĩnh chủ dưới trướng một đoàn thương lan thụ nhân chỉ bất quá còn không có thành quy mô cho nên bị lâm dạ diệt đi mà bây giờ cái này rõ ràng đã có quy mô liền vật kiến trúc đều có có điểm tử khó làm lĩnh chủ đại nhân làm sao bây giờ ta có thể cảm giác được bên trong khẳng định có long tinh thạch belinda nói lâm già dạ khẽ nhíu mày hắn ngược lại nguyện ý tin tưởng belinda cảm giác lực nhưng bây giờ vấn đề là hắn muốn thế nào tiêu diệt cái quái vật này sao huyệt đâu trước thăm dò một chút tình huống nhìn một chút là cái gì hợp thành. Lâm dạ nói. Belinda gật đầu, khỏe mạnh thân thể bừng tỉnh một cái linh hoạt mẫu báo, nhảy mấy cái liền leo lên một khối nham thạch. Từ nơi đó có thể nhìn xuống hơn nửa cái quái vật sao huyệt. Belinda quan sát một hồi lâu lúc này mới trở lại lâm dạ bên người. Thủ vệ đại khái ở chừng một ngàn, trong đó có vượt lên trước 300 đầu ngũ dai vong linh, còn lại hơn vị tứ dai, cấp 3 vong linh, trừ cái đó ra, ta còn phát hiện nói đến đây belinda ngữ khí dừng một chút sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng còn phát hiện vong linh pháp sư tung tích vong linh pháp sư lâm dạ cao mày đồng thời trong lòng cũng minh bạch rồi vì sao nơi đây sẽ có như vậy một cái quái vật xào huyệt vong linh pháp sư tới từ địa ngục vị diện trí tuệ hình binh chủng giai bậc vì lục giai thậm chí càng cao bọn họ là chân chân chính chính địa ngục trận doanh binh chủng vốn có đem thi thể chuyển hóa thành vong linh năng lực thần kỳ mà long tinh thạch chỉ ở cự long nơi ngã xuống mới có nói cách khác ở hạp cốc này bên trong khẳng định còn còn có cự long hài cốt vong linh pháp sư xuất hiện ở nơi này chỉ có một mục đích đó chính là sống lại cự long cự long là nhất tột cùng binh chủng một trong sức chiến đấu siêu cấp cường đại mặc dù là bị vong linh pháp sư sống lại cốt lông, sức chiến đấu cũng là không thể khinh thường. Nếu để cho nơi này cốt lông thành công sống lại nói, lâm dạ thần đình lãnh địa, đều có thể sẽ phải chịu luyện lụy. Cho nên, bất kể là vì lông tinh thạch, vẫn là vì thần đình lãnh địa an toàn. Lâm dạ đều phải nghĩ biện pháp diệt trừ cái quái vật này sao huy. Chỉ là biện pháp này. Nhìn thấy lâm dạ mặt lộ vẻ khó xử, Belinda xen vào nói, lĩnh chủ đại nhân, muốn không hay là thôi đi, bọn chúng ta có đầy đủ binh lực sau đó mới. Belinda lời còn chưa nói hết, liền bị lâm dạ cắt đứt. Quên đi. Nếu đã tới, vậy khẳng định không thể cứ tính như thế, ta có biện pháp. Nói, lâm dạ đại thủ khẽ lật, trong tay nhiều hơn một cái màu xanh nhạt, tạo hình hoa lệ quyển trục. Dùng cái này, đem quái vật sao huyệt tận diệt. Lâm dạ lộ ra một vệt nghe răng cười. Belinda một nhẩm, ngay sau đó trong mắt cũng theo hiện lên một vệt tia sáng kỳ dị. Cấm chú quyển trục, nếu như có thể đem quái vật tụ chung một chỗ nói, xác thực có thể làm được. Lâm dạ gật đầu. Cái này cấm chú quyển trục vẫn là lần trước kích sát thương lan thụ nhân vương thưởng cho. Cấm chú cấp bậc phi diệp trảm, quy lực như thế nào, lâm dạ biểu thị rất chờ mong. Vốn có nói, lâm dạ còn chuẩn bị giữ lại đánh thánh đàn thời điểm dùng xem ra hiện tại liền phải lấy ra, bất quá cũng không vội vàng, chỉ cần có thể đạt được Long Tinh Thạch, Lâm Dạ là có thể triệu hồi ra Thú Long Liệt Thủ, sau đó cấp tốc mạnh mẽ tìm lại được càng nhiều hơn Cấm Chú Quyển Trục, chuẩn bị một chút a. À. Lâm Dạ nói. Belinda giơ giơ lên trong tay Trường Cung. Giao cho ta a, à. tốc độ của ta nhanh hơn ngươi, tầm bắn so với ngươi xa. Lâm Dạ liếc nhìn Belinda tiểu nha đầu nóng lòng muốn thử. Nàng là du hiệp, cao mẫn chức nghiệp. Đồng thời tầm bắn xa, dù quái loại chuyện như vậy, xác thực hẳn là giao cho nàng. Cho nên, lâm dạ không có cự tuyệt Belinda thỉnh cầu. Vậy ngươi cẩn thận, được rồi, cái này ngươi mang theo. Nói, lâm dạ đem chính mình thần hành giày cởi ra, đưa cho Belinda. Có thể tăng thêm 10 giờ tốc độ, ngươi phải dùng tới. Belinda có chút cảm động, cũng không hàm hồ, tiếp nhận mặt vào. Có thân hành dày, Belinda tốc độ ung dung đột phá 160. Thân hình lóe lên, liền hóa thành một đạo tàng ảnh thuấn di đi ra ngoài. Quái vật sao huyệt ở vào bên trong sơn cốc. Hai bên đều là vách đá. Dùng cấm chú quyển trục giải quyết đối thủ, ngược lại cũng thích hợp. Belinda thân thủ mạnh mẽ, rất nhanh liền đến gần rồi quái vật sao huyệt bầu trời. Tìm một an toàn vị trí phía sau, tiểu nha đầu xoay người hướng về phía lâm dạ ra dấu tay lâm dạ gật đầu biểu thị có thể bắt đầu rồi belinda đem lạc nhật cung kéo thành đầy nguyệt sau đó phóng xuất ra bạo liệt mảnh kích vèo một tiếng một chi dài hơn to thêm mũi tên xuyên thấu không khí phi xạ đến bên trong cốc sau một khắc toàn bộ thung lũng sôi sùng sục tải áp nghe trọn bộ ở phần mô tả